ly kỳ chặng trình Nguyễn Bình Khiêm và những lời sấm truyền ứng nghiệm sau 500 năm. Nguyễn Bình Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, là người con huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ, thường được tôn xưng là Tuyết Giang Phu Tử. Ông để lại cho hậu thế 487 câu sấm ký, gọi là sấm trạng trình. Lạ kỳ là không ít sự kiện Việt Nam và thế giới đã xảy ra trong suốt 500 năm qua đã ứng nghiệm. Nguyễn Công Trứ phá đền, tiên đoán chính xác Nguyễn Công Trứ phá đền sau 200 năm. Năm 1834, vua Minh Mạng điều Nguyễn Công Trứ đi khai hoang ở Hải Dương. Nguyễn Công Trứ xem xét địa thế, thấy cần phải phá đền thờ Trạng Trình để đào sông. Sau khi người dân đào bát hương lên, dưới bát hương có tấm bia đá phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ sai người lau sạch bia thì đọc được mấy câu: Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai động đến doanh điền nhà bay. Ông liền thảo sứ về triều xin bãi bỏ lệnh phá đền, đồng thời sửa sang lại ngôi đền của vị Trạng Nguyên nhà Mạc. Bao giờ tiên lãng xẻ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về. Tiên tri đúng việc xây dựng cầu ở Hải Phòng vào năm 1991. Năm 1991, tròn 500 năm ngày sinh của Nguyễn Bình Khiêm, đất Tiên Lãng, Hải Phòng bị xẻ đôi vì có công trình đào sông làm kênh thủy lợi. Cùng lúc có cây cầu, cầu Phao Hàn được xây dựng nối sông Hàn từ Vĩnh Bảo quê ông sang Thái Bình, tức là sông Hàn nối lại. Sự việc ứng với lời sấm của Trạng Trình gây thách thức với các nhà khoa học đến tận bây giờ. Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân, góp phần tạo dựng địa đồ đất nước như hiện nay. Năm 1568, chùa Nguyễn Hoàng khi đó sợ bị Trịnh Kiểm giết, đã sai người đến diện kiến Trạng Trình ở Am Bạch Vân để xin lời sấm. Cụ Trạng cầm tay sứ giả, dắt ra hỏi Nam Bộ, chỉ vào đàn kiến đang bò và bảo: Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân, nghĩa là một dải hoành sơn có thể dung thân được. Hiểu được ngầm ý ấy, Nguyễn Hoàng bèn nhờ chị xin với anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa từ đèo ngang trở vào, nhờ đó mà dựng nên nhà Nguyễn ở phương Nam. Việc nhà Nguyễn di chuyển vào vùng Thuận Hóa tạo điều kiện mở rộng bờ cõi nước Việt xuống phía Nam, hình thành địa đồ quốc gia Việt Nam như hiện nay, có tầm ảnh hưởng không nhỏ của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Cao Bằng tàng tại, Tam Đại tồn cô, mách nước cho nhà Mạc lên Cao Bằng. Thời ấy, đất nước hỗn loạn, có tới ba triều cùng tồn tại là nhà Mạc, nhà Nguyễn, nhà Trịnh. Lúc triều nhà Mạc lâm nguy, vua Mạc đương triều sai người đến hỏi ông. Ông đã đưa ra lời sấm: Cao Bằng tàng tại, Tam Đại tồn cô, nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được ba đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng tồn tại được thêm ba đời nữa thật. Biển Đông vạn dặm giang tê dữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, dự báo chính xác đại cục trước hàng trăm năm. Bài thơ Cự Ngao Đới Sơn trong Bạch Vân Am thi tập của Nguyễn Bình Khiêm có viết: Biển Đông vạn dặm giang tê dữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Bài thơ có tuổi đã khoảng 500 năm mà bây giờ càng đọc càng thấy rất thời sự. Với con mắt chiến lược, nhìn thấy đại cục ngàn năm, Trạng Trình đã khuyên thế hệ sau phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Ngoài ra, những lời sấm Trạng Trình còn ứng đúng với hai cục diện thế giới, đó là Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Iraq. Cuối cùng, những lời sấm của nhà tiên tri số 1 Việt Nam cũng vẫn quay trở về với ý nghĩa sâu xa như ngay trong lời cảm đề ông đã viết: Bí truyền cho con cháu, dành hậu thế xem chơi. Mọi ý nghĩa sâu xa vẫn là một câu hỏi lớn. Bạn nghĩ sao về sự ly kỳ của những lời sấm Trạng Trình?